Em, các thành viên của lớp ôn thi viên chức y tế Hà Nội. Vâng, xin mời các em đang ở trên mạng, chúng ta cùng vào lớp để thầy khai giảng lớp ôn thi viên chức y tế vòng 2 của các bạn Hà Nội. Chúng ta thi với hình thức phỏng vấn thì chúng ta cũng đã biết là liên quan kế hoạch thi của Sở Y tế Hà Nội rồi, đúng không ạ? Các thấy đã có lịch rồi, đúng không ạ? Đó là chúng ta thấy về cái giới hạn tài liệu ôn tập thì chúng ta sẽ được sẽ nắm bắt được, đúng không? Sẽ biết được về giới hạn tập là trước ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020. Thế còn chúng ta thấy về cái về cái tổ chức xét vòng 1, đúng không? Thì thầy nghĩ là phần này nó chỉ là thủ tục thôi, thì họ sẽ hoàn thành trước ngày 20 tháng 11 năm 2020. Còn chúng ta thấy tổ chức thi vòng 2, đúng không ạ? Tức xét tuyển đấy, từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11, em nhớ nhá. Địa điểm thi thì thầy mới biết thông tin là ở tại 4 bệnh viện. Về chi tiết thì từ bệnh viện thì thầy xin phép chưa được nói ra, cái này nó hơi liên quan đến bí mật. Và xin chào tất cả các em nhé. Đó thì theo yêu cầu của các em và chúng ta đã đồng hành với nhau ở vòng 1, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sang vòng 2 thì ơn rồi là chúng ta không chúng ta tự 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 chúng ta không không cần phải chiến, là vẫn là bất chiến tự nhiên thành rồi, đã qua được vòng 1, đúng không? Chúng ta cũng sợ lo lắng là không qua được vòng 1, nhưng bây giờ chúng ta thấy với chuyển sang hình thức xét tuyển này thì chúng ta không phải thi vòng 1 nữa mà giờ tập trung vào vòng 2. Nghiễm nhiên là vòng 2 thầy nói vui là bất chiến tự nhiên thành. Tuy nhiên mà sang vòng 2 thì các em bỏ qua được vòng 1 thì chúng ta vẫn lại lo lắng là thường trực với tất cả mọi người để thi thôi. Thầy rất là hiểu được đó, nên là chúng ta thấy là thầy đã cũng chuẩn bị liên quan đến các nội dung ôn tập, đề cương, bộ câu hỏi. Chúng ta thấy chắc chắn là so với nhiều nơi thì chúng ta thấy rồi, chắc chắn bây giờ các em thể tìm hiểu, bất cứ ai có thể giảng dạy về nội dung này mà đã có được các cái nội dung tài liệu ôn tập hay là bộ đề thì chúng ta thấy là đó là cái sự chủ động của thầy cũng như là cố gắng trách nhiệm tốt nhất với các em, thì các em hiểu điều đó cho thầy. Dĩ nhiên các em cũng phải chia sẻ với thầy một lúc này, thầy không thể là bây giờ up hết được tất cả các vị trí việc làm. Thầy rất là hiểu các em là chỉ muốn hôm nay có thông báo, thậm chí mai thi luôn. Chúng ta thấy cái gì nó cũng quy trình, có thời gian, đúng không? Đó thì khi các em vào lớp của thầy thì thầy sẽ có trách nhiệm với kế hoạch thi như vậy, đúng không? Ta chốt với nhau là ngày từ ngày thi từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 với từng vị trí thi, đúng không? Thì thầy bây giờ chúng ta sẽ xây dựng, ta học tất cả các vị trí việc làm chúng ta đều phải, đúng không? Đều phải học cái phần chung hết, rồi sau đó chúng ta chuyển sang cái phần pháp luật chuyên ngành nhá. Thầy không dạy về chuyên môn em nhá, mà sẽ là pháp luật chuyên ngành nhá. Em nhớ từng vị trí việc làm kế toán hay là dược hay là xét nghiệm thì chúng ta thấy các cái đề cương hầu như là thầy đã gửi lên, những các em không quan tâm, thầy đã gửi cho cả các em cái đề cương danh mục tài liệu của cái đợt 1 vừa rồi, họ thực hiện là phỏng vấn xét tuyển đấy ngày 19 tháng 7, cũng như cái danh mục mà các tài liệu hôm nay thầy up lên cái tham khảo đấy. Hầu như các em chỉ thấy các em like rồi các em hỏi, hầu như các em không chịu đọc đấy. Nhiều khi là cái vị trí làm nó có rồi nhưng mà hầu như là các em chỉ thích hỏi thôi chứ các em không đọc một cái gì cả. Đó thì các em cố gắng dành thời gian để đọc nhá. Đấy, chúng ta thấy thầy đã đưa lên rồi thì các em trân trọng nó và thời gian đọc, đúng không? Đấy, còn những cái vị trí nào chưa có thì chúng ta chờ. Các em biết đây thầy đi xin thì các em hiểu cái cơ chế xin rồi, xin thì chờ người ta cho, đúng không? Chúng ta thấy và không phải ai cũng xin được. Đặc biệt với thời điểm này chúng ta biết rồi thì các em hiểu điều đó nhá. Để chúng ta vào lớp thì chúng ta thấy là thầy cố gắng có thông tin mới nhất, các văn bản mới nhất, các đề cương mới nhất thì thầy đã up riêng lên lớp chúng ta rồi. Đấy, chỉ dành riêng cho lớp chúng ta thôi. Đó thì rất mong các em không chia sẻ ra ngoài. Đấy là quyền lợi của các em, đúng không? Chúng ta mất tiền, tại sao chúng ta phải mất tiền? Ta sót, chúng ta học và ta hiểu cái giá trị, đúng không? Giá trị gì? Giá trị khi chúng ta mất đồng tiền, chúng ta được thầy hướng dẫn trực tiếp với các kiến thức, chất xám mà thầy bỏ ra, sức lao động thầy bỏ ra, kinh nghiệm, kiến thức, đúng không? Để giúp các em ôn tập các cái mẹo để chúng ta thi đỗ, đúng không? Cũng như các em bỏ ra ngay cái giá trị của các em, đúng không? Công sức các em dành thời gian thì chúng ta phải trân quý cái điều đó. Để trước khi học thầy phải thảo luận với các em trong buổi hôm nay có buổi khai giảng để các em hiểu thông lão. Thế còn nhiều bạn thì muốn vào phát là thầy giảng luôn, giảng thì được thôi, người ta phải hiểu cái hình thức phỏng vấn nó như thế nào, đúng không? Thì các em phải biết cách thức nó khác với hình thức thi trắc nghiệm, hình thức thi tự luận như thế nào. Mỗi hình thức thì nó có những ưu việt riêng, mỗi hình thức nó có những hạn chế riêng. Thì chúng ta thấy với trắc nghiệm chúng ta cần học từ khóa, các em đã học vòng 1 rồi, đúng không? Đấy, hoặc là làm các bộ đề trắc nghiệm thôi. Nhưng mà còn với thi viết thì chúng ta phải biết thậm chí là chuẩn chữ, và chúng ta thấy là theo cấu trúc của một bộ đề mở bài, trên bài, kết bài. Thế còn với hình thức phỏng vấn thì chúng ta phải làm thế nào để đạt điểm cao? Cái mục đích của chúng ta là phải gây ấn tượng được với các thầy cô trong ban giám khảo. Thì trách nhiệm của thầy sẽ là gì? Sẽ xây dựng các bộ đề sát nhất theo giới hạn ôn tập, đúng rồi, chúng ta thấy không? Đấy, và bây giờ chúng ta đã có trước, chắc chắn rằng những cái văn bản này chắc chắn sẽ trùng, thầy không nói 100% nhưng phải 70-80% là chắc chắn, đúng không ạ?
để chúng ta đã chủ động học trước, trong khi thời gian nó thấy bây giờ là 28, nếu mà mùng 5 ra thấy là một tuần nữa mới có, mà tháng này 31 ngày tính ra phải là 8 ngày nữa mới có. Chúng ta đã học hơn lợi thế với đối thủ, chúng ta học trước 8 ngày với họ rồi, đúng không? Và chúng ta sẽ học theo các bộ đề, thầy up lên chúng ta trước mắt là 5 bộ đề. Chúng ta thấy với các phần bản chung nhá của tất cả các vị trí việc làm. Rồi sau này thì thầy sẽ chắc chắn phải xây dựng từng vị trí việc làm. Đấy, thầy đã dạy các em, thầy cam kết là trách nhiệm, đúng không? Đấy, nó vui là ăn tiền của các em rồi, thầy phải có trách nhiệm. Đấy, dù có khoản tiền không, thực sự là thầy là với kinh phí các em biết là tạo cái ưu đãi cho các em. Các em thấy không thể tìm một khóa học bây giờ học vòng 2 đúng không, là 500.000, như cái này là dành cho các bạn đã học vòng 1. Còn cái chi phí gốc em mới học vòng 2 là 1 triệu đồng. Các em đã học vòng 1 của thầy rồi, thầy đã tạo điều kiện giảm 50% học phí rồi. Các em ngay cái việc giảm đó thì em cần trân quý, em thấy là có một sản phẩm là ngoài thị trường họ giảm 50% đâu, đúng không? Có cái việc đấy là họ nâng lên quá cao, họ sell off thôi, đúng không? Thì đây là một sản phẩm tri thức mà chúng ta thấy là đây là vòng thi rất quan trọng. Đấy, thầy không phải là nhấn mạnh cái việc đấy cho nó thấy để có thể là lợi dụng đẩy giá lên. Các em thấy hoàn toàn tham khảo với thị trường với những cái khóa học ôn tập như kiểu này. Thầy nói rẻ nhất là 5 triệu đồng với hình thức thi vòng 2, các em có thể tìm trên mạng. Đấy nhá, đấy thầy nói thật chân thành luôn. Mà đây thầy thấy chỉ xây dựng 1 triệu, còn các em đã học vòng 1 của thầy giảm có 500.000, em lên 500 giờ. Nói thật, làm gì nên làm cho thấy để chỉ mua bộ quần áo hay là son môi, nhưng mà thầy thấy nói là các em phải hiểu những cái gì đấy chia sẻ, không phải thầy kể lể hay là cái gì, các em phải hiểu chân quý. Và các em khi mất tiền thì các em phải có động lực học, đúng không? Chúng ta mất tiền sót để học ở đây. Và đấy là một phần chi phí trả sức lao động, các em cũng phải ai lấy khi mà các em giả sử học và học không mất tiền, đúng không? Ai cũng vậy thôi. Nên là chia sẻ rất là chân thành trước khi học, các hiểm để lộ trình chúng ta cam kết với nhau. Và trong lớp này thầy muốn chúng ta thấy với học hình thức phỏng vấn nó chắc chắn khốc liệt hơn rất nhiều. Chúng ta thấy là nó là cạnh tranh trực tiếp rồi, bây giờ vòng sinh tử thì các em phải hiểu cái giá trị đấy, đúng không? Chúng ta thấy là chúng ta chỉ dồn hết sức cho cái vòng này, trận chiến cuối cùng rồi, đúng không? Chúng ta tập trung hết tâm trí vào cho vòng thi này, thầy và trò chúng ta cùng dồn hết sức nhá, không chỉ các em mà thầy cũng vậy, thầy cũng phải dồn hết sức cho các em để chúng ta đồng hành với nhau. Thì cách thức thầy sẽ đồng hành với em như thế nào? Một là chúng ta sẽ học theo các bộ đề, đấy dạng thức chúng ta thi khung 100 điểm, chúng ta thấy rồi. Đây là 100 điểm 3 câu, chúng ta thấy thầy đã chia ra với từng phần, với các em đều học các vị trí đều, chúng ta đều có văn bản chung, đúng không? Rồi các văn bản riêng của từng vị trí được làm. Thì sau này thầy sẽ chia ra trên cái folder các em nhìn thấy rồi. Đấy, thầy đã nhìn ở bên phải màn hình nếu các em dùng máy tính ấy. Còn điện thoại các em kéo xuống phần chủ đề bài viết phổ biến thì các em thấy các phần đó thầy sẽ tạo dần, up dần. Đó, thì thầy nói là thầy không để tốc độ không mà thầy bấm nó chạy ra hết được. Đấy, thầy phải up lên dần cho các em. Và chúng ta quy trình học là chúng ta học các bài giảng chung. Đấy, thầy có ghi tạo folder là gì? Bài giảng học chung, có nghĩa là dành cho tất cả các vị trí việc làm. Chúng ta cùng một giới hạn ôn tập. Đấy, như luật viên chức 2010, luật khám bệnh chữa bệnh, thông tư số 07 thì chắc chắn là chúng ta phải học cùng nhau rồi. Thế tại sao chúng ta phải chia ra làm gì, đúng không? Đấy, nó phải tiết kiệm tài nguyên, đúng không? Còn với các văn bản khác nhau thì thầy sẽ chia ra. Vâng, chào bạn Vinốc Gấu, các em hiểu rõ cái việc đấy nhá. Và chúng ta học học đến tận ngày thi, nghĩa là thầy dạy đến tận cho các em đến tận góc coi để các bạn đến tận ngày 30 tháng 11 theo lịch, nó bắt đầu từ 25 tháng 11 đúng không? Đấy, thầy sẽ dạy như vậy, đồng hành với em. Và cái số buổi trên lớp thì thầy sẽ cân đối cái thời gian, đúng các vị trí việc làm nữa, cái số lượng, khối lượng kiến thức, đặc biệt là cái giới hạn chính thức của Sở Y tế Hà Nội, thầy sẽ cân đối, phải biết cân đối là nó phù hợp nhất cho các em. Cái điểm rơi kiến thức nó rất là quan trọng. Đấy, thì ta đồng hành với nhau đến tận ngày 30 tháng 11, em nhớ nhá. Còn số buổi trong tuần thì thầy sẽ cân đối cái khối số lượng, hàm lượng kiến thức, đúng không? Các văn bản và từng vị trí thi. Thầy còn bây giờ ta học văn bản chung trước cùng nhau, chắc chắn là em không mất gì cả, nó được lợi thế, nó học hơn các đối thủ. Vâng, chào bạn Đông Đoàn. Thì các em cần nắm được cái quy định như vậy. Còn cái thời gian ấy thì thứ hai hàng tuần thầy sẽ up lịch lớp của chúng ta để em cập nhật để biết lịch học, các em nhớ nhá. Bộ đề thầy sẽ gửi lên để chúng ta học, và khi các em nhận bộ đề thì các em phải chủ động làm, chúng ta phải chủ động nhá. Còn thầy thì có trách nhiệm giải đáp các em, hướng dẫn các em cách trả lời phỏng vấn để chúng ta đạt điểm cao như thế nào. Theo chúng ta phải tập luyện. Thầy yêu cầu khi thầy gửi bộ đề thì các em phải trả lời, chủ động trả lời, học các văn bản pháp luật thì nó không khó gì. Thầy sẽ gửi lên hoặc các em hoàn toàn để chỉ trên mạng để thống nhất, thì thầy sẽ đặc biệt là khi có cái giới hạn chính thức của Sở Y tế Hà Nội thì thầy sẽ gửi riêng, tạo một cái tài liệu của từng vị trí, đưa lên các em các văn bản rồi bộ đề nhá, để chúng ta học. Thì khi nhận bộ đề thì các em phải làm bài để chúng ta học thật là kỹ các nội dung, làm trước rồi thầy sẽ giải đáp các em. Rồi chúng ta đây phỏng vấn thì chúng ta phải tạo cái cách thức để trả lời các em, đặt trong hoàn cảnh là gặp các thầy cô trong ban giám khảo đấy, thì chúng ta phải
Không biết là các em trước giờ đứng đám đông hay không, thầy đã đi tham gia phỏng vấn rất nhiều ở các kỳ thi thì nhiều bạn rất là run, đúng không? Có thể chúng ta đứng trước bạn nhân thì không vấn đề đâu, nhưng mà thầy đã khi cầm đi thi là chúng ta rất run, thì chúng ta phải cách thức rèn luyện đứng trước gương, tập luyện hàng ngày với các câu hỏi tập nói ăn nói là phải rõ ràng mạch lạc, đúng không, chứ không phải ấp úng. Cái ấp úng vào là chúng ta mất điểm rồi. Thế còn trường hợp em nói một cách tự tin, thậm chí em chỉ thuộc mấy phần đầu thôi, nhưng mà khi em tự tin trả lời rõ ràng mạch lạc thì thậm chí thầy cô bảo thôi dừng là chúng ta đã lợi thế rồi. Có thể phần sau chúng ta quên như thầy nói nữa, đấy một điểm đấy. Còn chúng ta ấp úng có thể phần sau chúng ta nhớ, nhưng mà chúng ta gì lại ấp úng phần đầu là chúng ta mất điểm đấy, người ta bỏ qua luôn là chúng ta thiệt thòi đấy. Thì phải rèn những cách thức từ trả lời nhá, với hình thức phỏng vấn là cách trả lời. Ngoài kiến thức về trình độ ra thì chúng ta thấy cái thái độ nó rất quan trọng. Cái phỏng vấn chúng ta nhớ đây là kỳ thi phỏng vấn, nó face to face, đúng không, nghĩa là chi phối cảm xúc rất nhiều chứ họ, đúng không, nghĩa là từ thái độ của chúng ta, từ cái việc mà chúng ta thưa gửi với thầy cô, trả lời trình bày như thế nào, cái hình thức từ ăn mặc như thế nào đó để tạo tác động, tạo ấn tượng cho thầy cô, thì chúng ta đều cùng phải rèn với học với nhau đó. Thì riêng online thì nó không được có nhiều điều kiện đấy. Nếu các em học lớp trực tiếp thì thầy thậm chí uốn nắn từ cái cách đi lại như thế nào đấy, đúng nghĩa là phỏng vấn chúng ta đi vào là từ phải rèn cái cách là đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên đấy nhá, chứ không phải đơn giản đâu. Chúng ta thấy là nếu mà các thầy cô có tuổi là họ rất là kỹ tính, họ soi từng ký một chúng ta thấy, đúng không? Rồi khi mà giả sử trường hợp chúng ta run thì như thế nào đấy, thì thầy sẽ trong khi học thầy sẽ hướng dẫn dần cho các em. Rồi cách trả lời chúng ta không phải vào là cứ đọc đâu, chúng ta phải có phần như mở bài, thân bài và kết bài, dẫn dắt như thế nào mà nó thể hiện sự lễ độ, lịch sự, trân trọng các thầy cô, thì khi chúng ta ghi tạo ấn tượng đó thì chúng ta sẽ đạt điểm cao đấy. Các bạn đã học thậm chí lớp ôn thi công chức của các bộ đấy, là ở vòng 2 phỏng vấn ấy, cũng thi phỏng vấn thầy hướng dẫn các bạn đều đạt điểm cao, toàn cao cả và đỗ thủ khoa luôn. Thì chúng ta thấy là nó phải đều có phương pháp, cái gì cũng có phương pháp, có những cái mẹo cách thức, thì các em đồng hành với thầy sẽ trách nhiệm hướng dẫn các em từng bước và các em cam kết phải làm theo nhá. Chúng ta phải xác định đây là kỳ thi sinh tử quyết định đến cuộc đời của chúng ta đấy, cứ coi một cuộc thi như vậy, đúng không đấy. Một là đời nở hoa, hai là bế tắc. Chúng ta phải xác định rất rõ là tư tưởng phải học cày ngày cày đêm, cần có một kế hoạch học cụ thể, chứ không phải học chơi chơi, học theo kiểu tài thì dễ tử nhá. Đấy, bảo thôi khoa học này có mấy trăm nghìn nhưng mà đừng như thế nhá. Đấy là thầy đang tạo điều kiện cho các em, thầy đang hiểu cái giá trị trân trọng mà chúng ta cố gắng học, đúng không? Học sao kế hoạch các em lên học vào buổi sáng đấy, cố gắng làm sao 4 giờ là 3 rưỡi thì tốt nhất, còn không thì 4 giờ học, từ 4 giờ đến 6 giờ buổi sáng rất là hiệu quả. Còn buổi tối chúng ta cần thu xếp học những cái bài giảng trực tiếp của thầy thôi. Đấy, nó thấy là cái lớp này nó rất là thuận tiện rồi, học online ta học bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, khi thầy giảng xong nó lưu lại rồi mà thầy đã tạo các folder, các em chỉ vào, bây giờ chúng ta vào học những bài giảng học chung rồi sau đó lần lượt với từng vị trí việc làm nhá, thì các em yên tâm là như vậy, đúng không ạ? Đó thì các em rõ các phần ấy chưa? Đấy thì về cách học, cách thức học em đã rõ chưa? Thì một buổi khai giảng thầy muốn các em nắm rõ cái phần này để biết chúng ta học cái gì, học như thế nào trước đã. Còn bộ đề thì thầy sẽ giải thôi, không có gì cả. Đấy, còn thầy biết các em vào chỉ nhăm nhăm là chờ thầy giải đề, đúng không? Cái đấy nó không khó, đúng không? Nhưng chúng ta phải biết cách thức học, rồi học như thế nào và những cái thắc mắc để sau này các em không phải quá trình học phải hỏi quá nhiều nữa. Thì mỗi buổi đầu này thì rất muốn các em có thể đặt câu hỏi cho thầy thì thầy sẽ trả lời trực tiếp, chúng ta khai thông, chúng ta học với nhau, học cả một tháng rồi chứ không phải là ít nhá. Đó thì các em xin mời các em. Đấy, bây giờ thầy thấy là 30 bạn đang online hiển thị đây rồi, thì các em có những câu hỏi gì không? Hiền Vũ, Nguyễn Nga này, vâng, em có đặt mạnh dạn là câu hỏi đi. Đông Đoàn, Vi Nốc Gấu này, Kim Phúc này, Ngọc Châu này, Phùng Trà Giang, Hiền Nguyễn này, đúng không ạ? Nhung Nguyễn, Bùi Long Vũ, Khang Minh, Ngọc Châu, Ngân Bùi, Thu Dung, Hoa Cát này, đó, vâng, Khang Minh này, Hoa Nương Tĩnh này, Huy Liên này, Ngọc Châu này, toàn Mi Nhon, Mi Nhon thầy mới cấp vào lớp xong như mấy phút vừa rồi đúng không? Đấy, đó, vâng, bạn Đoàn Tảo này, Giang Dũng này, đó, và các bạn khác ạ. À, chúng ta có câu hỏi cho em cứ mạnh dạn hỏi đi nhá. Chúng ta hỏi để rõ, đúng không ạ? Cách thức học, nội dung đó, thì hay là các đã rõ hết các nội dung thầy trao đổi rồi đấy, thầy muốn các em phải rõ để chúng ta học thì mới hiệu quả. Thế còn vào các học một lúc lại hỏi, chúng ta thấy vào khi thầy giảng thầy tập trung rất là cao, các em vậy thôi, khi khám chữa bệnh hay làm chuyên môn nghề nghiệp hoạt động các em vậy, đúng không? Khi mà đang tập trung mà bị những cái câu hỏi bị phân tán nó sẽ kém hiệu quả đi. Và thầy giảng này nó mang tính cảm hứng nữa, nhiều khi đang cảm xúc nó rất cao mà bị những câu hỏi thậm chí nó hơi ngớ ngẩn một chút là nó bị tụt, mà khi tụt rồi kéo lên rất khó. Và bạn Ngọc Châu thầy ơi, thầy cho em hỏi là bọn em thi không phải ở nơi đăng ký ạ? Ta thi thì như thầy nói là hiện tại có địa điểm là 4 bệnh viện nhá, ở trên địa bàn Hà Nội. Đấy, thầy đã biết 4 địa điểm đấy rồi, mà thầy xin phép với đây thì thầy không chưa được công bố nhá, vì nó là thông tin bí mật, mà chắc chắn là thi tại 4 địa điểm chứ không phải là nơi em đang, cũng có thể chung, có thể nơi bệnh viện của em đấy là. Nhưng mà thầy gợi ý là trong nội thành được chưa?
Vâng, bạn Trần Thu Trang thế ơi, em muốn hỏi là phần đề cương tham khảo cho dược hạng 3 có mục chỉ ghi dược lâm sàng chứ không ghi gì thêm. Vậy có nghĩa là chúng em sẽ học nguyên quyển sách dược lâm sàng. Đấy là tài liệu tham khảo thôi nhá. Những ý chính thì sau này thầy sẽ có các câu hỏi bạn Trần Thu Trang nhá. Được chưa? Vâng. Đó. Được chưa? Và mọi người em học toàn bộ cả luật mà thầy cho ạ. Như thầy nói là chúng ta thấy là bây giờ đây là cái bộ đề thầy xin được. Thế còn chúng ta thấy là nó nghĩa là cái giới hạn đấy, còn chắc chắn là sẽ có rút ngắn đi đúng không, như thầy biết. Nhưng mà chúng ta nắm bắt trước thì chúng ta học trước cái phần mà thầy cũng biết những cái dạng đề cương, dạng câu hỏi rồi nhá, để chúng ta tập trung chờ thì nó sẽ mất như thầy nói hơn một tuần nữa mới có, được chưa? Thế còn bạn Dương Phan thầy ơi, giới thiệu bản thân trước khán giả thì giới thiệu những vấn đề nào để gây ấn tượng? À cái phần đó, phần câu hỏi thầy để nó ngay đầu thầy bôi đậm, chút nữa thì thầy sẽ hướng dẫn nhá. Rồi cảm ơn bạn Dương Phan, được chưa? Rồi bạn Thái Phương Đô thầy ơi, hỏi ngạch công tác xã hội nhưng chuyên môn tâm lý thì lúc hỏi sẽ theo bên nào, theo cái vị trí việc làm mà chúng ta thấy họ theo cái giới hạn chứ em nhá, được chưa? Bạn Thù Sang, và cái đó thì vâng, cái thông tin của bạn Thu Trang và thầy chưa dám khẳng định, nhưng mà ra thấy vâng. Bạn Nhung Nguyễn thầy ơi, cho em hỏi là thi phỏng vấn thì ra sở y tế không, như thầy nói ta thi phỏng vấn là tại 4 địa điểm nhá, tại 4 bệnh viện đấy, thầy tiết lộ như vậy thôi. Bạn Kim Phúc thầy ơi, em hỏi ngoài phần luật thầy giúp bọn em phần chuyên ngành, bọn em tự tìm đọc thêm à? Các cái tài liệu đó thì có thể thầy sẽ tìm thêm gửi cho các em, còn về chuyên môn thì các em thể chủ động thì nó sẽ dễ hơn em nhá. Đó là cái phần như vậy, được chưa? Còn cái phần nào thầy hỗ trợ thầy sẽ gửi lên cho các em, được chưa bạn Kim Phúc nhá. Đó thì thầy gửi các em trước cái tài liệu đó, các em chủ động đọc trước đi nhá. Nếu còn khó khăn gì thì gắn tin cho thầy, thầy sẽ nhờ những người có chuyên môn để hỗ trợ thêm cho các em, được chưa? Đấy, chúng ta đầu tiên chúng ta phải chủ động trước cái việc đấy thì nó tốt hơn rất nhiều, được chưa? Còn phần luật thì thầy chắc chắn hỗ trợ các em 100% rồi, thậm chí 200% rồi, được chưa? Các em yên tâm là như vậy. Đó nhá, đây thầy nói đây ta các em phải xác định đây là kỳ thi sinh tử rồi nhá. Đó là chúng ta phải chiến đấu với tinh thần là cao nhất, thiện chiến nhất nhá. Bạn Đông Đoàn thế cho em các câu hỏi thường cái gì cho bọn em vào các câu hỏi em nên làm ơn viết 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 qua dấu đi, em muốn dấu bạn Đông Đoàn ấy, thầy em nên làm ơn viết qua dấu đi nhá, để thầy sẽ dịch sau. Bạn Ngọc Châu thế hỏi là mỗi buổi học của mình kéo dài bao lâu, thầy cho em xin ít kinh nghiệm học nhớ lâu môn pháp luật, rồi chút nữa thầy sẽ chia sẻ đấy em. Cái thời gian thầy sẽ cân đối với bộ đề. Chúng ta sẽ dao động có thể từ 45 phút hoặc là 90 phút nhá. Thì cái số lượng cân đối và cái khối lượng quan trọng nhất là cái giới hạn ôn tập sắp tới nhá, của từng vị trí việc làm thì thầy sẽ cân đối. Còn trước mắt thì chúng ta những cái tuần này chúng ta sẽ học những văn bản chung, thì thầy sẽ cân đối cái giờ học khoảng 45 phút hoặc 1 tiếng trước cho các em nhá, được chưa? Và bạn Nguyễn Minh giờ mới thấy thầy, được chưa? Đó thì còn sau này ấy, khi giới hạn thì thầy phải cân đối với các vị trí việc làm nhá, để phù hợp nhất, đảm bảo đủ cái nội dung kiến thức cho các em để thi, đúng không? Các em có nhiều thời gian nữa ôn, được chưa? Bạn Giang Dũng cho thầy, thì em hỏi là sau nhóm này mình có phân ra thành từng chuyên ngành và học không hay học chung như nhau? Chúng ta đều trong nhóm này, nhưng mà chúng ta có bài giảng học chung. Đầu tiên chúng ta các vị trí làm đều học các văn bản như thầy em đã gửi cho các em rồi đấy. Còn sau này chúng ta thầy sẽ tạo cái folder, đúng không? Folder riêng cho từng vị trí việc làm, đúng không? Như dược riêng hay là xét nghiệm riêng chẳng hạn, đúng không? Kỹ thuật viên đấy, rồi y bác sĩ thứ hai là thi trung tâm y tế hay là dân số đấy, nó đều theo hay công tác xã hội nó theo vị trí như vậy nhá. Thì các em thầy sẽ tạo vào riêng, thì lúc đó là sẽ học theo ca riêng, thầy cho thông báo cụ thể, được chưa bạn Giang Dũng nhá, các em yên tâm như vậy nhá. Bạn Lưu Tuấn Ngọc chào em, các bạn khác ạ. Đó thì chính cái buổi này thầy muốn các em làm rõ, tránh cái việc mà chúng ta cứ thỉnh thoảng nhắn tin cho thầy nhá. Đây là chúng ta thống nhất một buổi này đi, chúng ta trao đổi hết tất cả đi nhá. Rồi bộ đề thì chúng ta về làm và chúng ta thầy sẽ xây dựng học và giảng giải đáp cho các em nhá, được chưa? Rồi đây bạn Đông Đoàn thầy cho hỏi bọn em vào những câu hỏi thường gặp trong thi phỏng vấn, thì cái đấy nó nằm trong bộ đề đấy, thầy đã gửi cho em rồi đấy, đúng không? Còn cụ thể từng tình huống trong từng câu hỏi thì những câu hỏi phụ thầy sẽ hướng dẫn các em luôn, trả lời cho các em luôn bạn Đông Đoàn nhá. Nó theo các câu hỏi chứ, nó hỏi những câu hỏi phụ và những câu hỏi thường hỏi thì trong các cái bộ đề thầy sẽ đưa vào và hướng dẫn các em nhá, được chưa bạn Đông Đoàn? Vâng, bạn Ngọc Châu cho em hỏi là khi nào ban giám khảo hỏi mục nào chương nào trong luật nào không, thầy nghĩ chắc là khó, thầy đã tham gia nhiều, thực ra cái đấy dành cho trắc nghiệm thôi, chứ còn kiểu đấy nó đánh đố đúng không, thì có trường hợp thầy nào quá chuối mà thầy nghĩ là không có trường hợp như vậy đâu Ngọc Châu nhá, yên tâm là như vậy. Còn có thể thầy nào nó quá chuối thì mình phải chấp nhận thôi, nhưng mà thầy đấy tỷ lệ đấy thấp lắm, ít lắm nhá. Thế còn bạn Thái Phong, như vậy hôm nào trước khi thi em có thể được thi thử với thầy không? Thầy rất muốn được như vậy, thực sự là
nếu có được thì chúng ta sẽ có một cái offline đấy nhá, các em sau này có thể đến nhà thầy hoặc là ngồi quán cà phê nào đó trước khi thi đấy. Thực ra cái hình thức trực tiếp ấy thì nó có lợi thế là chúng ta thầy mới cho chúng ta là face to face luôn, đúng không? Thầy sẽ hướng dẫn uốn nắn từ cách đi lại, từ cách trả lời như thế nào, ăn mặc như thế nào đấy, chúng ta phải nghiêm túc nhá. Thầy nói thì chúng ta thấy là phải có nghiêm túc nhá. Bạn Ngọc Châu thì em hỏi là câu hỏi tình huống trong phỏng vấn. Hiện tại thì các kỳ thi với viên chức y tế chưa có các câu hỏi tình huống em nhá. Họ có thể liên quan đến ví dụ hay liên hệ thực tế hay là mở rộng thôi. Chứ tình huống là chưa có em nhá, bạn Ngọc Châu nhá, được chưa? Còn chi tiết thì thầy sẽ hỏi thêm. Nhưng mà như vừa rồi đợt 19 tháng 7 vừa rồi thi đợt 1 ấy thì không có dạng như vậy. Và các kỳ thi viên chức y tế mà thầy đã hướng dẫn ở Bắc Giang vừa rồi thi cũng vậy thì không có ở phần đó em nhá. Được chưa? Thế còn cái phần chia sẻ kinh nghiệm để thầy trả lời sau ở chỗ của bạn lúc nãy là nó có một bạn hỏi, thầy đã quên mất tên rồi, bạn Ngọc Châu đúng không? Đấy, thì còn bạn nào hỏi riêng nữa các cái thì để thầy trả lời nó nhanh hơn, được không? Đấy, một buổi này chúng ta hỏi đáp nhá. Đó, và cái gợi ý như thầy nói là trước nãy có bạn nào đề xuất đấy, bạn Thái Polo đúng không? Đấy là một cái thi thử đấy. Đó, thì chúng ta sẽ tạo một buổi offline. Đấy, có thể vài buổi cũng được. Đấy, cái thực hành nó rất là quan trọng nhá. Vì các em thực sự là các em không đứng nhiều trước đám đông, thầy sợ là như vậy. Đấy thì chúng ta cái đối diện với ban giám khảo em run lắm, đúng không? Vào vòng thi mà cuộc thi sinh tử nữa, đúng không? Thì thầy sẽ truyền các em các kinh nghiệm thực tế nữa nhá. Các cái mẹo sẽ có, được chưa? Các bạn khác có câu hỏi gì thêm nữa không? Đấy, chúng ta hỏi hết đi. Một cái buổi này chúng ta hỏi đi, đúng không? Đấy, và phần này tạo thành một cái video hỏi luôn. Sau này có câu hỏi gì chúng ta nhắn chỉ vào một video này thôi. Tránh các em nhắn vào những cái video thầy giảng dạy, cái nội dung ôn tập, nhiều khi các bạn khác họ không hiểu. Chúng ta phải hiểu, comment bình luận nó đúng vào nhá. Đây là một cái video khai giảng, tất cả những câu hỏi thì sau này các em có những câu hỏi gì chỉ vào đây thôi. Sau này thấy thầy giảng về liên quan với các vị trí được làm khác mà các em bình luận vào đó thì họ không hiểu là hỏi cái gì, hoặc là các em phàn nàn thì thực ra họ hiểu sai, đúng không? Còn cái gì riêng cá nhân thì các em có thể gửi riêng cho thầy nhá. Đấy, chúng ta trao đổi, các em nhắn tin khi đăng ký với thầy, các em nhắn thì thầy đều trả lời cả. Đấy, thầy có bận thì thầy trả lời muộn thôi, chứ còn đều thầy cơ bản thầy trả lời đầy đủ thông tin cho các em, đúng không? Thầy rất kiên trì kiên nhẫn để trả lời, đúng không? Nói như bạn đàn tảo ấy, thầy nhớ đúng không? Hỏi rất kỹ thầy vẫn trả lời hết đầy đủ. Đấy nhá, sau này các vị trí thầy nói bác sĩ hạng 3 đa khoa hay là cho thấy từng vị trí đấy, rồi hạng 2 các thứ đầy đủ, điều dưỡng các thứ thầy sẽ chia ra như vậy các video nhá, đầy đủ cho các em đúng nhá, theo đúng các cái vị trí việc làm. Sau này thầy sẽ tạo một cái khảo sát nữa để chia ca học, thì thầy sẽ đưa lên các em đánh vào số lượng nhiều hơn thì thầy sẽ ưu tiên dạy trước, thầy sẽ có, thầy đã tính cái việc đấy rồi, đầy đủ hết cho các em nhá, phù hợp nhất. Nếu còn bạn Ngân Bùi thì em hỏi là thi dược hạng 4 học 7 câu thầy hỏi đấy ạ. Thầy có em hỏi email của em, bọn em in ra học cho tiện không thầy? Thực ra là nếu bộ đề này nó 15 câu hỏi cơ mà nhá, bộ đề 5 câu đầu tiên ấy, đúng không? Thế còn cái văn bản thì chúng ta thấy là em có thể cái văn bản, em thấy cái văn bản chung ấy đúng không? Ý em hỏi đúng không? Thì thực ra là em thể tải trên mạng cũng được, còn không thì thầy sẽ up lên lớp, nhưng thầy sẽ up lên lớp rồi nhá. Đấy thì sẽ tải về và in ra. Thế nhá, thì cho thầy lần lượt thời gian, chứ một lúc thì thầy không thể tải được hết được, đúng không ạ? Vì không phải dạy lớp em mà thầy dạy nhiều lớp khác, lớp công chức viên chức, đúng không ạ? Bạn Hoa Cát thì em hỏi ban giám khảo hỏi thêm ngoài câu trong bộ đề bốc phải không? Cũng có, nhưng mà chung thì quan điểm chung là thầy biết là hỏi trọng tâm trong các câu hỏi đó, và hỏi có ví dụ mở rộng thì liên quan đến của cái câu hỏi đó thôi, của ví dụ là về quyền của viên chức chẳng hạn, trong hoạt động nghề nghiệp ấy, hỏi có thể là em thấy tại đơn vị chúng ta làm việc ấy, em làm việc thì các cái quyền này được đảm bảo hay không chẳng hạn, đúng không? Đấy, được pháp luật bảo vệ, được đào tạo bồi dưỡng chẳng hạn đấy, được từ chối liên quan vấn đề tính chuyên môn chẳng hạn đấy, thì chúng ta thấy. Nhưng còn hỏi xa thì thầy thấy ít lắm, tỷ lệ là ít nhá. Đấy, thì trường hợp thầy nào quá khó thôi đấy, đúng không? Nhưng mà thầy đấy về cơ bản là tạo điều kiện thôi nhá, cũng không quá khó khăn quá đâu, em đừng lo sợ quá nhá. Bạn Lê Thanh Tâm, thầy ơi khi vào thì đầu tiên ban giám khảo hỏi các điều luật rồi sau đó hỏi kiến thức chuyên môn ạ. Và thường là như thế nhá, thường là bao giờ quy trình là chúng ta phải giới thiệu bản thân nhá. Giới thiệu bản thân, tại sao thầy có câu hỏi các em ngay đầu đấy, các em có thể tốt nhất là các em nên chủ động, đừng để các thầy cô hỏi là em hãy giới thiệu chút về bản thân, thì chúng ta tốt nhất khi chúng ta trả lời vào luôn: thưa thầy cô, em tên là Nguyễn Văn A, em là Nguyễn Thị B, đúng không ạ? Em hiện tại em đang công tác tại bệnh viện này, đúng không? Đấy, với vị trí việc làm là thế này kia, đúng không? Đấy, hôm nay em dự thi với vị trí việc làm này, đúng không? Em xin phép trả lời, xin phép thầy cô em trả lời các câu hỏi của em như sau. Đấy, câu 1 là, câu 2 là, đấy lần lượt thì từng câu thầy sẽ hướng dẫn cụ thể những cách thức chúng ta nên chủ động nhá. Vâng, bạn Thu Dung, thế bọn cách chào hỏi ban giám khảo ạ? Có cái phần đó thì thầy sẽ tí chút nữa sẽ trong buổi học cái đường đề thầy sẽ hướng dẫn riêng các em từng đề luôn, tập một cái quy trình luôn. Đấy, như thầy nói từ mở bài, thân bài, kết bài luôn.
thi và mở thân bài như thế nào, kết bài như thế nào nhá, thì sẽ có phần đó. Đến câu hỏi của Thu Dung rất là hay. Rồi bạn Nguyễn Minh thế nghĩa phỏng vấn thì bốc một trong năm bộ đề thầy gửi không, cái đấy là mới là phần một thôi nhá, còn nhiều lắm em nhá. Nhưng đấy là những phần hỏi chung, chúng ta thấy là bộ đề nó sẽ có ba câu như vậy nhá, đấy chúng ta thấy. Và dĩ nhiên có đây là riêng về phần luật chung là dạng để các em biết thôi, thế còn họ sẽ có những cái phần luật chung và phần luật chuyên ngành bạn Nguyễn Minh nhá, chứ không phải chỉ bốc vào năm bộ đề đấy thì các em đỗ luôn rồi đúng không. Bạn Ngọc Châu thấy em hỏi nếu ngoài là nếu bọn em đỗ đợt này thì bọn em vẫn theo luật viên chức cũ hay mới, thì vâng, chắc là em quan tâm đến loại hợp đồng đúng không. Thì chúng ta biết rồi, kỳ thi của chúng ta thì chúng ta thấy nếu mà thông báo tuyển dụng thì chúng ta năm 2019 đúng không, đấy chúng ta thấy là 2019 là vẫn áp dụng luật cũ, luật viên chức 2010 sửa đổi 2019, thì chúng ta có nghĩa là vẫn áp cái vì chúng ta không tổ chức thi thì sau ngày 1/7/2020 khi luật viên chức sửa đổi 2019 có hiệu lực. Thì thông thường thì thấy đấy, các địa phương đã có thông báo tuyển dụng trước ngày 1/7/2020 thì khi mà chúng tuyển có thể tổ chức thi sau thì vẫn áp dụng luật giáo dục luật viên chức 2019, có nghĩa là chúng ta ký hợp đồng khi ta đỗ, ta ký hợp đồng làm việc xác định hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, sau đó tối đa là 2 lần hợp đồng đó, còn ai bạn nào may mắn thì 1 lần ta chuyển sang là gì, là ký hợp đồng không xác định hạn nhá. Theo quy định hiện hành thì các em với các em đã được có thông báo tuyển dụng trước ngày 1/7/2020 rồi. Cái này do kỳ thi là do cơ quan tuyển dụng và do ảnh hưởng của dịch Covid nhá. Thì Ngọc Châu thầy trả lời như vậy đã rõ chưa nhá? Thì chúng ta vẫn áp dụng luật viên chức 2010, có nghĩa là các em có cơ hội được ký hợp đồng không xác định thời hạn nhá. Được chưa? Các em rõ chưa? Thì các em phải cố gắng lên, đây là cơ hội của các em đúng không ạ? Bạn Giang Dũng em thấy vào link trong thầy gửi đã in ra được. Đấy bạn Giang Dũng cũng chia sẻ với thầy. Đấy, thầy cũng bận giờ từng email khá tốn thời gian. Vâng, nếu được thì ra thầy up lên thì các em tải về thôi, chứ thầy gửi email thực ra cho thầy đã tạo tính năng ở đây là all in one. Đấy, như bạn Giang Dũng chia sẻ, thầy cũng không ngại để gửi vào mail luôn, thầy nghĩ bây giờ thì thầy đã tạo lên đấy, thầy gửi lên cái gì thì các em hoàn toàn là chúng ta tải về thôi. Thầy gửi cả file PDF, cả cái file file ảnh. Tại sao thầy không gửi file Word? Vì trường hợp là một số bạn này chỉnh sửa sau này nó sai lệch đi cái nội dung luật nó phải chuẩn. Thầy bảo đấy là bảo đấy em học sai đi thì nó không hay, nên thầy đã phải tạo thành PDF thì nó các em đỡ phải chỉnh sửa sau này nó sai các nội dung, nó xô chữ các thứ rồi nó không chuẩn đi nhá. Và thầy cả gửi file ảnh thì để file ảnh mục đích em dùng điện thoại em xem được, còn file PDF em in ra nhá. Đấy, rất cảm ơn chia sẻ bạn Giang Dũng thì bạn Ngân Bùi nhá. Đấy, thầy nghĩ chúng ta thống nhất với nhau ấy nhá, thì cái tài liệu thầy đưa lên hết và thầy tạo tính năng all in one. All in one là sao? Trong đấy có tài liệu, bộ đề rồi bài giảng trên đó. Bây giờ là bài giảng chung của tất cả các vị trí làm, sau này là sau đó thì theo giới hạn của từng vị trí thì thầy sẽ tạo các folder của từng vị trí nhá, thầy giảng theo ca cho các em, đảm bảo đầy đủ hết cho các em nhá. Các em rõ chưa nhỉ? Đấy, một cái buổi này rất quan trọng để chúng ta làm rõ với nhau đấy đúng không ạ. Rồi, xin mời các bạn khác ạ. Vâng, nếu mà trong thời gian chờ các bạn đặt câu hỏi tiếp thì thầy quay lại với nội dung có bạn với bạn Ngọc Châu đã hỏi đúng không ạ. Có liên quan đến thầy để nó trôi đi mất. Vâng, bạn Ngọc Châu đúng là kỳ thi thăng quả thẳng quá đi thầy. Thầy đang tìm câu hỏi của em. Thôi chúng ta thấy là đúng là đã thi thì ai cũng lo lắng rồi đúng không, ai cũng vậy, đấy mới là thi đúng không. Mà đây là cuộc thi quyết định đúng không, thực ra nó là cơ hội rất lớn cho các em, như thầy nói các em cơ hội được ký hợp đồng không xác định hạn, không phải các bạn nào cũng có cơ hội nữa đúng không. Và chúng ta đến cái xác định ở đây là một cơ hội rất lớn cho các em, khi các em là hình thức xét tuyển này thì nó cũng có cái là vất vả cho các em, nhưng mà chúng ta thấy là tự nhiên này là chúng ta được qua vòng 1 đúng không. Bình thường chúng ta thi tuyển kia thì chúng ta phải qua vòng 1 đã, không biết được có vào vòng 2 không, nhưng ít nhất là chúng ta về cơ bản là chúng ta cũng qua được vòng gửi xe rồi đúng không, được chưa. Đấy, thì chúng ta hãy xin tư duy tích cực lạc quan đi, đừng lo lắng quá nó chi phối các em nhá. Hãy thi đấu với tinh thần chiến đấu như một chiến binh, đừng lo lắng nó bị những cái nỗi sợ nó ám ảnh. Chúng ta hãy chiến đấu với tinh thần như thế, chứ các em cứ nỗi sợ nó bao quanh ấy, thì thầy nói thật sự là rất khó nhá. Và đấy, bạn Trà Giang ôn luật xong theo vị trí thầy chia ca chúng em vì tất cả đều thi mà ôn sau em sợ không đảm bảo. Như thầy nói rồi, khi có giới hạn thì thầy sẽ chia nó hợp lý nhá, đó là trách nhiệm của thầy. Đấy, còn đúng không, sẽ cân đối cái số lượng ở từng vị trí được làm để đảm bảo cho các em yên tâm đi nhá. Thầy dạy bao nhiêu lớp rồi, dạy bao nhiêu đối tượng rồi, thầy biết phải làm gì tốt nhất cho các em, thầy hiểu các sự lo lắng của các em, nhưng mà các em cũng biết rằng thầy cũng có trách nhiệm lo lắng không kém gì cả. Thầy nói vui, thầy đã nhận tiền của các em rồi, thầy phải có trách nhiệm đúng không. Đấy, chứ không phải nếu không trách nhiệm thì chắc chắn là thầy không tiếp tục hướng dẫn các em hoặc là trao đổi kỹ với các em như thế này đúng không. Các em phải cảm nhận được trong những cái phần dạy của thầy đúng không. Đấy, thì chúng ta các em hiểu, thầy biết các em sợ, nên chính hay lo lắng thì thầy phải phải có những cái buổi để trao đổi, để
chi tiết ra những nội dung này. Bạn Thu Dung thế ơi, em thi kế toán viên cao đẳng thì thời gian tập sự 9 tháng phải không ạ? Đúng rồi em nhá. Đấy, nó thấy với vị trí cao đẳng là 9 tháng tập sự, còn đại học thì là với bác sĩ thì là gì là cũng là 9 tháng thôi, còn các vị trí khác bằng đại học thì là 12 tháng nhá. Đấy, nó thấy là như vậy. Và các bạn khác thêm nữa không ạ? Bạn Thu Dung thế ơi, vòng 1 xét hồ sơ liệu có ai bị trượt không? Thì về cơ bản chung thì thấy là tới 99,9% là đỗ hết đúng không? Đấy, còn trượt chắc là tỷ lệ cực thấp, nó chỉ liên quan đến về văn bằng chứng chỉ các thứ thôi nhá. Chắc chắn là cái tỷ lệ hầu như là với thời điểm này thì do liên quan thay đổi kế hoạch thi thì chắc là họ cũng không đánh trượt gì đâu, họ cũng không quá khó khăn, nên các em yên tâm nhá, văn bằng chứng chỉ chúng ta ngon rồi, không có vấn đề gì cả. Bạn Hiền Nguyễn như thế ơi, chứng chỉ tin học ngoại ngữ không đảm bảo tiêu chuẩn ban đầu thì làm sao qua vòng 1? Hay sở y tế xét rồi, vòng 1 coi như là chỉ là xét qua cho qua hết đấy. Thầy vừa trả lời đấy, vấn đề các em vướng về chứng chỉ, nó chứng chỉ giả chẳng hạn đúng không, chứng chỉ mà đấy chúng ta thấy nó không đảm bảo thì chắc là họ sẽ xem xét nhá. Đấy, còn về cơ bản thì chuẩn chỉ thì nó không vấn đề gì. Bạn Trà Giang chắc là em vào sau cái lịch học như thầy nói rồi, thầy sẽ căn cứ vào cái khối lượng văn bản. Còn tuần này hiện tại thì chúng ta hôm nay buổi khai giảng đúng không ạ, thì sau đó thầy sẽ sau buổi khai giảng này thầy sẽ xây dựng cái lịch học gửi lại lên cho các em. Chúng ta có thể dao động từ 2 đến 3 buổi trên tuần đúng không, sau đó thầy sẽ tăng tốc như thầy nói rồi, sẽ cân đối vào cái số lượng văn bản đúng không của từng vị trí thi đấy, thì thầy sẽ xây cho các em, thậm chí là ngày nào cũng học đấy đúng không, cái nguyên tâm ở phần đó được chưa. Đấy, thì đảm bảo quan trọng nhất cái điểm rơi kiến thức của các em nó rất quan trọng. Chúng ta thấy là đến thời điểm này chúng ta còn một tháng nữa, chúng ta từ 25 đến 30 tháng 11 mà gọi là trung bình là một tháng, gọi là 4 tuần ấy, thì thầy sẽ xây dựng nó hợp lý nhất nhá. Còn khi có giới hạn thì chúng ta thấy là chỉ còn khoảng 20 ngày đúng không? Đấy, thì cái điểm đó thì rất là quan trọng đúng không? Còn từ giờ đến đó thì thầy sẽ cân đối các cái buổi phù hợp cho các em. Bạn Hoa Cát, sau buổi khai giảng thầy có thể dạy sớm hơn được không? Chắc là các em là hiểu về hình thức học online này, chúng ta thấy là học xong nó lưu lại, còn chúng ta cái buổi trực tiếp các em học cũng là một lần. Thế còn nếu mà chúng ta chỉ trông chờ học một lần trực tiếp là chưa đủ, chúng ta thấy cái tác dụng của học online học đi học lại nhiều lần đúng không, nó tác dụng là hiệu quả so với học truyền thống, là chúng ta chỗ nào chưa rõ chưa hiểu chúng ta mở lại nó, vì thầy đã tính thầy rất khoa học, học xong này thầy sẽ ghi cái tiêu đề và tạo các folder như thầy nói bây giờ là bài giảng chung, sau này từng vị trí được làm đấy, thì em yên tâm như vậy. Thế còn giờ học tại sao thầy để cái giờ này? Một là góc độ rất nhiều bạn đang độ tuổi bầu bí đấy, thầy chuyển lên sớm ấy, thì chúng ta thấy là các bạn cũng không học được. Thế còn thầy rất muốn dạy giảng sớm thì thầy ngủ nghỉ sớm đúng không, giảng muộn là chỉ 2-3 giờ cũng rất là mệt. Thứ hai nữa là bây giờ thầy rất là kín lịch dạy đấy, câu chuyện là có bình thường có những hôm thì không dạy trực tiếp ấy, dạy tại nhà hoặc là dạy các lớp tại trung tâm ấy. Thì có thấy thường là gì thầy dạy về có hôm nào sớm thì là 8 giờ tối, có hôm thì phải là gì 8 rưỡi, có hôm thì 9 giờ. Đấy, nó thấy nó phụ thuộc ai có nhu cầu, ai mong muốn được thầy dạy, nên là về nhiều khi còn chả được ăn cơm. 9 rưỡi là vào dạy các em rồi, thì các em chia sẻ quan trọng nhất là các em có cái ra video, nhưng mà các em tham dự được trực tiếp thầy nghĩ là rất tốt rồi. Nhưng mà các em vì quan trọng nhất là nội dung thầy dạy nó lưu lại thì các em có thể học đi học lại sau. Thế còn cái thời còn đẩy sớm lên như thầy chia sẻ nó hai lý do. Một là cũng có một số bạn chỉ là phần thôi là liên quan đến con cá, còn phần chính vẫn là do thầy, vì các em biết đấy là thầy rất dạy rất nhiều lớp cũng nhiều nơi, nên là bây giờ mà đẩy lên sớm thì nó cũng bị ảnh hưởng. Bây giờ được các em thì nó mất các bạn ấy đúng không, các em có thể học muộn được vì nó lưu lại còn trực tiếp ấy thì nó thấy rồi đúng không, thì không thể là học 9 giờ tối đến tận 11 giờ tối được. Đấy, thì các em cũng phải chia sẻ, thầy nói rất thật lòng như vậy nhá. Thì chúng ta quan trọng nhất là cái kết quả đúng không, chúng ta có được cái video bài giảng để dạy nhá, được chưa? Em chia sẻ với thầy không ạ? Đấy là chia sẻ rất thẳng thắn nhá, chứ không phải điều gì cả. Còn bạn Lê Thanh Tâm, vòng 1 xét đến chứng chỉ hành nghề không ạ? Chắc là không em nhá, chỉ liên quan về văn bằng của chúng ta phù hợp với chuyên môn vị trí việc làm và chứng chỉ thôi nhá, được chưa? Đấy, đặc biệt là bằng nó phù hợp với vị trí thi, thì chắc là đợt trước họ cũng đã một lần, thì chắc là về cơ bản thì thầy nghĩ là cũng không vấn đề gì đâu. Bạn Vin Đốc Gấu, giờ vậy hợp lý ạ? Đấy, chia sẻ các em, thầy nghĩ là có nhiều bạn thì có thể chưa hài lòng, nhưng mà thực ra để làm hết thì hài lòng hết tất cả mọi người thầy nghĩ là cũng rất là khó. Đấy, thì các em thầy nhắc lại cũng phải, đấy là thầy chia sẻ rất chân thành chứ không phải là gì cả đó. Thì quan trọng chúng ta có những cái video đấy, cũng có những bạn khác cũng muốn học các, đúng không ạ, để vì thầy phải dạy, thế thầy cũng rất là mệt đấy, thực sự là chả có thời gian đâu dạy các em, dụ hôm đến tận 2-3 giờ. Bình thường là 3-4 giờ thầy đã dạy, phải làm việc soạn bài các thứ rồi, một ngày thầy cũng được nghỉ nhiều. Chia sẻ các em như vậy,
Vâng, cảm ơn bạn Hiền Nguyễn. Vâng, em đã hiểu. Vâng, đấy là chia sẻ rất thẳng thắn nhá. Chúng ta có một buổi này cứ rõ ràng với nhau. Đấy, còn thầy cũng muốn chiều hết tất cả các em. Mà thực ra để hết thì cũng rất là khó. Chúng ta hướng tới mục tiêu chung là cái kết quả chúng ta có video bài giảng, các bộ đề phù hợp ở từng vị trí thi của các em. Được chưa? Vâng, các bạn khác có câu hỏi gì thêm nữa không? Nhá, đó. Nếu bạn nào chưa hài lòng thì chúng ta có thể thả các cái khuôn mặt giận dữ cũng được, thầy không sao cả nhá. Đấy thì cũng là chia sẻ rất chân thành. Còn quay lại về cái chia câu lại của bạn Ngọc Châu với lúc nãy, thầy đang chờ các bạn họ gửi câu hỏi thì thầy sẽ tìm lại các câu hỏi mà thầy chưa trả lời, đúng không ạ? Liên quan đến kinh nghiệm hay sao thì Ngọc Châu nó không thì nhắn lại cho thầy vì nó trôi nhiều quá. Ngọc Châu nhá, Ngọc Châu nếu được thì nhắn lại cái câu hỏi lúc nãy em nói về cái gì kinh nghiệm cái gì đấy vì nó trôi nhiều quá nên thầy chưa tìm lại được. Bạn Phương Nguyễn vào sau, thầy cho em hỏi bộ đề thầy mới gửi là luật chung dành cho tất cả các đối tượng, đúng rồi em nhá, cái tiêu đề thầy ghi rất rõ đấy, đúng không? Và thầy để vào bài giảng học chung ấy nhá, thầy ghi rất rõ là cái bộ đề chung dành cho tất cả các vị trí được làm. Vì đấy cho thấy các em thấy là cái giới hạn của nó, đúng không, dành cho tất cả các vị trí. Chúng ta chắc chắn là phải có các câu hỏi về phần đó rồi, vị trí nào cũng phải có nhá. Đấy, còn các vị văn bản riêng chuyên ngành thì chúng ta sẽ học sau lần lượt, chúng ta học chung trước đi, khai thác tài nguyên ta học đi, đúng không? Và đến sát chúng ta cố gắng làm sao tận dụng học đến ngày trước ngày mùng 5 là chúng ta có giới hạn, là về cơ bản là chúng ta phần văn bản chung đấy là chúng ta được 70-80% rồi, họ bổ sung chỉnh sửa bớt cái gì đó học rất nhanh, và sau đó chúng ta chuyển sang chuyên ngành của các em thì nó thông minh hơn rất nhiều, smart hơn rất nhiều. Còn chúng ta cứ chờ thì thầy nghĩ là gì, là chúng ta nó không hiệu quả, vì thầy biết rằng là chắc chắn phải có những văn bản đó, đúng không? Đấy, nó tới 70-80% rồi thì tại sao chúng ta không học, đúng không? Còn chờ gì nữa, đúng không? Mà chắc chắn nó sẽ có trong kỳ thi để ôn rồi. Và bạn Thanh Tâm thầy ơi, khi trả lời các điều luật thì mình có đọc ý chính không thầy, hay phải đọc chính xác từng từ mới được điểm? Thực ra về quan điểm chung chấm điểm khung thì người ta cần trả lời ý chính thôi. Thế còn em về trả lời chính xác thì là quá tốt, mà thực ra họ cũng không cầu toàn trong cái việc như vậy em nhá. Được chưa? Bạn Đông Đoàn thầy ơi, nhìn giới hạn thầy gửi là thấy sợ luôn, không phải đây đấy, em có thể nhiều vị trí việc làm thôi chứ bạn Đông Đoàn nhá, nó cũng không có gì đâu, mình làm quen đi nhá. Vâng, đấy quay lại câu hỏi của bạn Ngọc Châu đấy, vì nó trôi nhiều quá em gửi cho em xin ít kinh nghiệm học luật nhớ lâu, đúng không ạ? Vì em học luật nhớ thế khó rồi, tiện để trao đổi với các em. Qua câu hỏi của bạn Ngọc Châu thầy nghĩ cũng là nhiều người thôi, vì các em không phải là người học luật dạy luật, như thầy thì là người học luật dạy luật nên chắc chắn là phải có kinh nghiệm, đúng không? Thầy nói ai cũng chỉ giỏi một trong hai lĩnh vực thôi, trong lĩnh vực này thì thầy là thầy của em, người khác thầy là học trò của em, nên chúng ta nó là cái duyên gặp nhau học nhau thôi, ta cúi xuống học nhau thì được hơn rất nhiều. Quay lại của câu hỏi em về kinh nghiệm học luật, chúng ta thấy chúng ta bây giờ học luật với hình thức khác nhau, đúng không? Trắc nghiệm hay là phỏng vấn hay tiểu luận nó khác nhau cả. Quay lại chính ở đây chúng ta là học phỏng vấn, thì cách học của phỏng vấn các em giúp thầy học đúng quy trình nhá. Một là chúng ta phải có các văn bản theo đúng giới hạn, thì bây giờ tạm thời chúng ta sử dụng các văn bản mà thầy đã gửi theo giới hạn nhá. Chúng ta tôn trọng cái việc đó, và sau này Hà Nội Sở Y tế có thì chúng ta quay lại cái đó, nhưng thầy nghĩ nó không điều chỉnh, nó không quá nhiều đâu, đúng không? Chúng ta phải có văn bản luật đấy đó, đúng không? Chúng ta in ra sắp xếp, chúng ta sắp xếp theo cái văn bản chung, đúng không? Là chúng ta phải có 7-8 văn bản đấy, ta bỏ riêng ra văn bản chung, nghĩa là chúng ta đều có cả rồi văn bản riêng của từng vị trí việc nào, ta xếp sắp xếp, đừng để đẫn lộn. Nhiều bạn là chung riêng để đẫn lộn, ta bới lên. Và sắp xếp nữa là chúng ta theo quan điểm là chúng ta để các văn bản luật trước nhá, rồi đến nghị định, rồi đến thông tư. Vì nghị định là văn bản hướng dẫn luật, còn thông tư là văn bản là dưới của nghị định. Đấy, ta sắp xếp là tìm rất là dễ. Đấy là cách sắp xếp để giúp ta học đã. Đấy, cái ngay từ cái sắp xếp nó ảnh hưởng đến việc học. Cái tư duy về luật chúng ta phải hiểu về cấu trúc của luật, đúng không ạ? Nó hay là cái nghị định thông tư lại vậy thôi. Chúng ta thấy là với luật, dưới luật là sẽ là các chương, dưới chương là các mục. Nhưng mà dĩ nhiên không phải chương nào cũng có mục. Chúng ta thấy là biên chức 20 chỉ có chương 2 và chương 3 là có mục thôi. Đó, dưới mục là các điều, dưới điều là các khoản, dưới khoản là các điểm. Điểm chính là điểm A, điểm B, điểm C đấy nhá. Chúng ta phải nhớ được cấu trúc nó trước đã, đúng không? Với hình thức trắc nghiệm này thì chúng ta đi thẳng vào các cái bộ câu hỏi mà thầy đã gửi cho các em. Thì các em cần tách bạch cho thầy các văn bản chung và văn bản riêng nhá. Đỡ lầm lẫn nhau, đi thi phát là lẩy số luôn. Cái này nó là câu hỏi phần chung rồi, ta trả lời luôn. Và cái nào phần riêng và phần nào thuộc trước ta nên trả lời trước, như thầy nói ấy, là chúng ta tạo ấn tượng với thầy cô cái cách trả lời to rõ mạch lạc chính xác ngay cái nội dung. Chúng ta không phải nhất thiết chúng ta phải tuần tự từ 1 đến 3 đâu, đúng không? Là chúng ta phải là gì, phải trả lời được câu hỏi, được chưa? Thì chúng ta thấy là các em có bộ câu hỏi thầy gửi thầy thì các em chủ động có văn bản rồi chúng ta hoàn thành nó, đúng không? Rồi chúng ta là gì, viết theo dạng sơ đồ cây nhá, các ý chính nó ra, như thầy nói về quyền của viên chức ở điều 11 chẳng hạn. Trong hoạt động nghề nghiệp ấy, 11, 7 cái được chẳng hạn, nó gạch ra, được pháp luật bảo vệ, được đào tạo bồi dưỡng chẳng hạn, nó gạch ra, đúng không? Và cái thời gian học, thầy đã chia sẻ lúc nãy các em đấy,
cần tập cho chúng ta kế hoạch. Có thể bây giờ mùa đông rồi, cái giường và cái chăn, đúng không, cái đệm nó là kẻ thù lớn nhất của chúng ta, nhưng mà nó là cản trở rất lớn đấy, đúng không? Thì chúng ta phải xây dựng kế hoạch, quyết tâm, phải tinh thần quyết tâm. Chúng ta phải dậy ít nhất là phải 4 giờ sáng, cái thời gian sáng ấy là rất là hiệu quả. Nên tại sao thầy thường ngủ 11 giờ và 3 rưỡi 4 giờ thầy dậy 2 tiếng thôi 3 tiếng thôi, nhưng làm việc rất hiệu quả bằng 7-8 tiếng ban ngày hoặc là buổi tối. Đặc biệt buổi tối hầu như không đầu vào đầu đâu, em nhớ nhá. Thì từ bạn Ngọc cho hỏi về thời gian đấy, chúng ta nhớ học trong khoảng thời gian đó, và chúng ta phải xây dựng kế hoạch rất là cụ thể, chúng ta phải hoàn thành đấy, các bộ đề thầy gửi rồi chúng ta làm, và chúng ta phải quyết tâm học thuộc đó, chứ không phải là thầy gửi 5 bộ đề hôm nay chẳng hạn, đúng không, nhưng mà thôi bảo thôi hôm nay học một câu thôi, các em đừng học theo kiểu là chắc bụng, học theo cái kiểu là gì hôm nay dồn đến học 7-8 câu hôm sau chả động đến. Chúng ta phải chia kế hoạch ra đấy, 5 bộ đề hôm nay chẳng hạn, các em phải quyết tâm hôm nay phải hoàn thành 1 hay 2 bộ đề, làm luôn hôm nay thầy gửi là làm luôn chẳng hạn, đúng không? Đấy, chúng ta phải kế hoạch và quyết tâm, phải đưa ra kế hoạch kiểm tra thầy. Bao giờ thầy có sổ kế hoạch ngày, hôm nay thầy làm những việc gì, chiều nghe buổi sáng thầy biết ra, buổi chiều thầy kiểm tra là cái gì chúng ta chưa làm được đấy, đúng không? Thì chúng ta hoàn thành, chứ tránh cái trường hợp mà chúng ta người Việt chúng ta hay là hay du di, hay cái kiểu là tùy tiện, đúng không, cứ cái kiểu là cứ để cho trôi đi. Thì bây giờ chúng ta sắp xếp thời gian, thầy cũng biết là các em công việc cơ quan thế nào hay là gia đình, thì thầy nghĩ là các em cũng phải cân đối cho nó phù hợp, đúng không? Đặc biệt các em năm tuổi con nhỏ thì cũng nên chia sẻ với chồng con, nếu các em có chồng rồi, và rồi với cha mẹ, ví dụ ở chung bố mẹ chồng là cũng chia sẻ để hỗ trợ chúng ta. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn cần tập trung cao độ nhá. Thì đấy, quay lại cái câu chuyện cách thức học đấy, để nhớ luật thì chúng ta có bộ đề với quay thẳng trực tiếp với bộ đề phỏng vấn, thì chúng ta học theo bộ đề rồi đấy, theo bộ đề chung và bộ đề từng chuyên ngành. Thế thì chúng ta học theo bộ đề, và chúng ta khi có câu bộ đề thầy đưa ra, câu hỏi đưa ra, các em phần phải trả lời, tự trả lời trước, và sau đó thầy giải đáp. Thì các em vào học cách thức, thầy sẽ dẫn nhập từ mở bài, thân bài, kết bài, rồi các câu hỏi phụ có trong trường câu hỏi chúng ta học, ta đối chiếu với phần thầy trả lời, ta nghe đi nghe lại nhiều lần, đúng, thầy xa xả bên tai này chắc chắn là sẽ vào đầu rồi, đúng không? Và chúng ta nghe xong chúng ta lại viết ra, tự viết ra, không nghe thầy nữa, không nhìn vào tài liệu nữa, chúng ta viết ra, chúng ta ngồi kiểu thiền ấy, chúng ta nghĩ, học theo kiểu hình ảnh đấy, chúng ta nhớ các nội dung, ví dụ là liên quan đến nghĩa vụ của những chiếc hoạt động nghề nghiệp ở điều 17 chẳng hạn đấy, nó có mấy nội dung này đấy, chúng ta kiểu nó tưởng tượng ra hình ảnh, nó in đậm rất sâu vào trong đầu chúng ta. Thế còn chúng ta học theo đọc mồm ấy, đọc vẹt thì nhanh nhớ nhanh quên nhá. Đấy là chia sẻ với bạn Ngọc Châu về cái học luật, là nhớ lâu ngấm thấm, học nó từng bước nó phủ dần, các em nhớ nhá, được chưa? Đấy, như bạn đây, bạn Đoàn Tảo đã trả lời cho bạn Ngọc Châu sáng sớm đấy, thời gian đúng buổi sớm là thầy thấy rất là hiệu quả nhá. Đấy, bạn Ngọc Châu hỏi tiếp, thầy ơi, nếu khi phỏng vấn mà vào mất tự tin rồi quên mất luận lúc đó thì phải giải quyết như thế nào thưa thầy, cho em xin kinh nghiệm. Câu hỏi này rất hay, thực ra trong từng câu hỏi thầy hướng dẫn mà tiện bạn Hà Châu hỏi luôn thầy trả lời. Thì chúng ta thấy là khi ta bốc thì không phải chúng ta trả lời luôn đâu, chúng ta có thời gian chuẩn bị 10 đến 15 phút nhá, có thời gian chuẩn bị. Thì chúng ta có giấy nháp của hội đồng thi đấy, chúng ta sẽ gạch ra các ý, ta tuyệt đối không mang giấy ráp bên ngoài, ta sẽ nộp biên bản nhá, các em nhớ làm giấy nháp của hội đồng thi. Thì chúng ta chuẩn bị đó, ta trả lời gạch các ý ra để không sót ý nhá. Nhiều bạn là từ khi đặc biệt là câu trúng tủ rồi vui quá là gì, là tự tin quá không thèm chuẩn bị, tại sao cho ta chuẩn bị thì chúng ta không được đánh mất cái cơ hội vàng để chúng ta chuẩn bị đó nhá. Thì các em dành thời gian gạch ra từng ý nhá, dù ta thuộc lòng như cháo chảy rồi, nhưng mà chúng ta biết nên khi gặp ban giám khảo rất là run, lại quên mất đi, hoàn toàn được cầm giấy lên phần đó mà nhá. Còn dĩ nhiên khi trình bày chúng ta hạn chế nhìn giấy là tốt nhất, sự tự tin. Thế còn đừng tự tin quá mà chúng ta là gì, không cần chuẩn bị gì cả, đấy là chúng ta quên mất đi là rất là nguy hiểm nhá, bạn Ngọc Châu và các bạn khác được chưa? Chúng ta cái chuẩn bị cái việc đó nhá. Còn khi để một cái biện pháp để tránh mất tự tin ấy, chúng ta run ấy, đúng không? Khi chúng ta đứng lên mà khi chuẩn bị thời gian chuẩn bị bốc đề xong rồi ta về chỗ xuống dưới ta chuẩn bị, đúng không? Chúng ta phải tập trung cao độ, viết các nội dung ra, và khi đứng dậy gọi chúng ta lên trả lời thì chúng ta phải hít một hơi thật sâu. Thật sâu, các em về y học các em biết rồi, đúng không? Nó sẽ cảm soát chúng ta, cái kiểm soát nó sẽ tự tin, đúng không? Và nữa là trong trường hợp vẫn run quá thì các em biết cái chỗ này rồi, phải y học cho thành nghĩ các em phải giỏi hơn thầy chứ, đúng không? Là bấm vào chỗ này này, là nó làm chúng ta kiểm soát rất tốt nhá. Cái neuron thần kinh rất là tốt. Đấy, thì có bạn nào có biết thêm kinh nghiệm về cái y học này nữa thì các em có thể giải thích. Đặc biệt các bạn học về đông y là các bạn rất giỏi về cái việc đó. Đấy, thầy cũng học mót thôi, và bản thân thầy thôi. Đó, và giờ thì thầy quá tự tin rồi, nó quen thôi, nhưng lần đầu thì cũng run lắm. Thực sự là thầy nhớ những lần đầu thầy đi làm gia sư, cái thời sinh viên gặp phụ huynh run hết cả người, vì em biết là với học phụ huynh Hà Nội yêu cầu rất là cao.
À, mà thời đấy thầy dạy là không phải dạy luật, vì thời đấy dạy đi học gia sư để nên là dạy tiếng Anh, vì nó đâu phải những năm đầu thì ai học luật gì đâu, đúng không? Đấy, chia sẻ với các em như vậy nhá. Thì những kinh nghiệm bí quyết trong từng nội dung câu hỏi thầy sẽ chia sẻ lần lượt cho các em đến tận ngày thi nhá. Đấy, được chưa? Ngọc Châu đã thỏa mãn câu trả lời của thầy chưa? Và các bạn khác ạ, à, chúng ta thẳng thắn trao đổi với nhau. Đấy, một cái buổi này nhá, các em đừng tiếc một buổi là cứ mong muốn vào học ngay, thầy biết các em thậm chí là muốn là mai thi luôn mà quay lại là chúng ta vẫn chưa có gì cả, hay là các em chỉ muốn vào học ngay, học thì được thôi. Như nói là những cái này giúp chúng ta biết được cái định hướng, cái kế hoạch, em phải xây dựng cho ngay cho thầy kế hoạch nhá. Với bộ đề như vậy, cách thức chúng ta trả lời như thế nào, rèn đứng trước gương để chúng ta tự tin. Đây là phỏng vấn face to face, mặt đối mặt đấy nhá, chứ không phải đơn giản đâu. Em đừng chủ quan, và dĩ nhiên cũng đừng sợ quá. Đấy, chúng ta phải chia phải cân đối được cái việc đấy nhá, giữa hai ranh giới quá tự tin và sợ nhá, được chưa? Và các bạn khác có hỏi gì thêm nữa không? Đó, vào cái phần chia sẻ của bạn Ngọc Châu, thầy trả lời như vậy được chưa nhỉ? Có bạn khác có câu nào mà thầy chưa kịp trả lời vì nó bị trôi xuống không thì các em thể gửi lại cho thầy, thầy trả lời cho các em nhá, được chưa? Đó, thì thầy muốn một buổi khai giảng này để trả giải đáp hết cho các em những cái gì nó các em thấy thắc mắc khó khăn, và sau này tất cả thống nhất cái video này video hỏi đáp nhá, thì các em có những cái gì hỏi các em gửi trực tiếp vào đây, tránh gửi vào các cái video bài giảng mà đặc biệt là sau này các cái bài giảng các vị trí việc làm khác nhau các bạn khác không thể hiểu được, là chúng ta hỏi về nội dung đó thì nó không hiệu quả. Đấy, chúng ta làm việc nó thông minh, nó smart, nó tập trung, nó focus nhất vào các từng vấn đề, được chưa? Xin mời các em ạ. Vâng, các bạn khác ạ. Hết chưa? Đã rõ chưa? Rõ như ban ngày hết chưa? Còn các bạn nào đặt câu hỏi nữa không? Đó, tất cả các câu hỏi của các em thầy đã trả lời rồi. Còn bạn nào chưa được trả lời thì thầy... À, chúng ta thấy trong phòng thi có bao nhiêu giám khảo. Thì thường các kỳ thi như thầy biết là từ 3 đến 5 giám khảo. Em nhớ nhá, cái này nó từng vị trí việc làm nhưng mà bao giờ cũng là số lẻ em nhá, được chưa? Thế là thầy đã trả lời với bạn Thu Dung, được chưa? Vâng, các bạn khác ạ, bạn nào khóc tức mán nhanh thế? Dạ vâng. Thì chúng ta thấy đừng sợ gì nhá, bạn Đoàn Tảo, thầy nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm quá sức để đột quỵ như lần trước. Vâng, thầy cũng nhiều sau ấy thầy cũng là kinh nghiệm cân đối hơn, và trước đây thì nó cũng vì thầy quen làm việc nó nhiệt quá, bây giờ cũng phải cân đối lại để nó hài hòa hơn. Thầy cũng hiểu cái giai đoạn những cái vị lần các cái lần đặc biệt là này thi với các em nó quyết định sinh tử như thế nào. Và bạn Thảo Phương, vòng em phỏng vấn mỗi luật thôi ạ. Thầy chưa hiểu ý của em, luật thì thấy rồi đấy, thấy là chắc là hỏi về các phần có phải cả chuyên môn, em thấy đấy nhá, mà không quá nhiều đâu. Bạn Nhung Nguyễn, cho em hỏi với ạ, ví dụ em thi chuyên viên thì em biết rõ hơn được không? Bạn Đông Đoàn, thầy ơi, ngoài luật ra thì các phần chuyên môn thầy có hỗ trợ chúng em nữa không ạ? Cái phần thầy dạy chính về luật nhá, còn về chuyên môn thì thầy nói có thể là các em có những vấn đề về liên quan về chuyên môn mà thầy có những các thầy cô mà biết được ấy về cái phần lĩnh vực của các em, thầy có thể hỗ trợ thêm về tài liệu hoặc là hỏi những câu hỏi liên quan về chuyên môn lĩnh vực đó, đúng không? Thì thầy rất nhiều các anh em bên Đại học Y Hà Nội hay y tế công cộng thì thầy có thể hỗ trợ thêm cái phần đó nhá. Thế còn để thầy dạy thì chắc chắn là thầy cũng dạy được rồi, thầy dạy về luật mà nhá, mà chúng ta thấy thi chính là chúng ta về luật thôi đấy, chúng ta thấy những cái giới hạn này chúng ta thấy đúng không ạ, các quy định này đúng không ạ, thì các cái hướng dẫn. Thế còn về các phần chuyên môn thì thầy cũng đã gửi cái form rồi, chúng ta có thể tìm các cái tài liệu trước đi, chuyên môn của các em. Bạn Thảo Phương, nếu em biết rõ hơn ý, em cứ tách ra từng tin nhắn ra nên viết thành một tin nhắn thì nó rõ hơn, vì rất nhiều bạn nhắn nó trôi đi và các ý nó bị rời rạc ra nhá. Bạn Nguyễn Minh, thi phỏng vấn là vòng 1 sẽ hồ sơ, vòng 2 mới hỏi đáp đúng không thầy? Đúng rồi, vòng 1 là sẽ hồ sơ nhá, em đạt ở vòng 1 thì ta vào vòng 2 ta thực hiện phỏng vấn nhá, được chưa? Và phỏng vấn thì các nội dung tập thầy đưa lên rồi đấy nhá, ta có phần chung và phần riêng nhá. Bạn Vinocô Gấu, nghĩa là mình bốc thăm xong có thời gian chuẩn bị xong nên trình bày phải không ạ? Sẽ có luật và chuyên môn. Đúng rồi bạn Vinocô Gấu nhá, có thời gian chuẩn bị cho em nhá. Đấy, họ sẽ gọi 3-4-5 người vào đấy nhá. Sẽ lần lượt như vậy ngồi chuẩn bị nhá. Vâng, bạn Nhung Nguyễn, thi Sở Y tế sẽ tập trung tất cả các bạn một hôm để phỏng vấn hay phỏng vấn theo từng đơn vị thi. Cái này thì sẽ cụ thể, chắc chắn là cái này nó về chuyên môn, về công tác tổ chức thì chắc Sở Y tế sẽ thông báo cụ thể. Thầy không nắm sâu cái việc đấy nhưng mà chắc chắn là họ sẽ phân theo cái từng vị trí việc làm thôi, bạn Dung Nguyễn nhá. Đấy thì thi ở tại 4 địa điểm thi thì chắc sắp tới họ sẽ có thông báo cụ thể trong danh sách, chúng ta biết rõ hơn, được chưa? Đó thì thầy chỉ biết đến đấy thôi, được chưa?
Bạn Nguyễn Nga, vòng 2 tuần luật như thế nào? Đấy thì cái đề cương thầy đã gửi cho em rồi. Về cơ bản là luật thôi. Luật thì nó chắc là phải chiếm trọng số của nó với tới 70% cho các em rồi nhá. Nó như vậy, được chưa? Bạn Thảo Phương, đấy thì các thấy giới hạn thầy có cả phần chuyên môn đấy, các nội dung một chút đấy là thấy đúng không? Các cái tài liệu thầy đã gửi lên rồi. Đấy, các em tham khảo nhá. Bạn Nguyễn Nga học đầu dưỡng, vâng. Thì để chi tiết chúng ta vâng, đấy các nội dung thêm cả vấn đề chuyên môn thầy đã gửi cho các em rồi này, đúng không ạ? Đấy. Còn về cơ bản là luật thôi nhá. Đấy các em mà học kỹ phần luật thì cho thấy là nó phải đỗ tới 70% rồi. Nhưng còn phần chuyên môn thì chúng ta học qua một chút nhá. Đấy từ là như vậy. Nên nó kiến thức của các em thì chắc là cũng ok, đúng không? Bà Hiền Vũ, khi mới giới thiệu bản thân bọn em là thí sinh tự do, không công tác trong cơ quan nào cả, vậy có bị kém lợi thế hơn đang hợp đồng không ạ? Vậy chia sẻ như thế này. Vâng, cảm chúng ta cứ thẳng thắn với nhau, đúng không? Chúng ta trả lời thật rất quan trọng vì các thầy cô cũng nắm được cái background của chúng ta rồi. Thì chúng ta giới thiệu, đúng không? Chúng ta có thể là thì cái đây có cả thí sinh tự do và đi làm. Thế còn hỏi có bất lợi hay không thì chúng ta chắc chắn là trong một cái nào đó thì cũng là ban đầu thì chắc chắn là sẽ bất lợi, nhưng mà quan trọng nhất là thể hiện cái kiến thức của mình, cái thái độ của chúng ta trong trả lời, bạn Hiền Vũ nhá. Còn chúng ta cứ trả lời khi trả lời thưa thầy cô, đúng không? Ta trả lời rất rõ, ta sự chủ động đến giới thiệu. Đấy. Thưa thầy cô, em tên là Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B hay là Nguyễn Văn A, Nguyễn B, đúng không? Em học về chuyên ngành nên chúng ta chưa làm, chúng ta học chuyên ngành. Em mới ra trường, đúng không? Có thể và em đang làm tại phòng khám nên không phải đã làm ở bệnh viện công lập ấy, đúng không? Chúng ta cụ thể là làm ở đâu? Còn chưa làm thì chúng ta là em mới ra trường, đúng không? Và do điều kiện gia đình các thứ em chưa thể, mà đây là cơ hội để em dự thi. Chúng ta trả lời rất thành thật như vậy nhá, chứ không có gì cả, đúng không? Quan trọng về chuyên môn, về kiến thức của chúng ta thôi. Nó khẳng định, còn cái giới thiệu nó chỉ là ban đầu thôi em nhá. Thì không giới thiệu thì họ cũng biết chúng ta mà, đúng không? Thì câu chuyện là như vậy. Được chưa bạn Hiền Vũ nhá? Đó. Và các bạn khác ạ, quan trọng là chúng ta nắm vững về các kiến thức pháp luật về chuyên ngành nhá. Đấy thì câu chuyện là như thế thôi. Ok chưa ạ? Còn thầy nghĩ là vào đó là một cuộc thi quan trọng nhất ấy, là cuộc thi nó công bằng, đúng không? Chúng ta thấy đánh giá chính xác, đúng không? Cái câu chuyện ở đây đánh giá chính xác cái năng lực của chúng ta, và các em phải thể hiện bằng cái kiến thức thật của các em. Nên tại sao thầy muốn các em học hành nó nghiêm túc và chúng ta có kế hoạch học tập thật sự, chúng ta phải cố gắng hơn. Giả sử là chúng ta đang là thí sinh tự do như này thì chúng ta phải cố gắng gấp 5, gấp 6 các bạn đang làm, đúng không? Riêng họ đang làm thì họ cũng có cái lợi thế, phải xác định rõ ràng với nhau, họ có kinh nghiệm trong công việc đấy. Và chúng ta có thể chưa có thì chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn, nhưng mà không phải vì đó mà chúng ta tự ti, đúng không? Câu chuyện là như vậy đấy. Còn chúng ta tự ti chúng ta đã bất lợi chúng ta càng là bất lợi nhiều hơn rồi. Còn sự thật là bất lợi chúng ta phải khẳng định với nhau, chứ không phải nói vòng vo. Vì họ đi làm chắc chắn là phải có kinh nghiệm hơn, họ có kiến thức hơn rồi, thì bản thân chúng ta thì chúng ta chưa có thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn, đúng không? Như thế nói 5, 6, 7, 8, 9, 10, đúng không? Đấy, còn nói là không có bất lợi là không đúng, đúng không? Mà chúng ta thấy là chúng ta phải cố gắng nhá, bạn Hần Vũ. Cái sự cố gắng thầy nghĩ là sẽ được đền đáp thôi. Còn chúng ta thấy đó mà chúng ta lản là chúng ta thất bại rồi, đúng không? Đấy, và là bạn sự khởi đầu lan mà gian nan lại bắt đầu lản không được. Chúng ta phải tinh thần, như thầy nói rồi, Nguyễn Thị quyết tâm cao nhất, các em nhá. Đấy, một cái buổi này thầy muốn khích lệ và chúng ta giúp cho các em tạo động lực, và chúng ta phải nhìn cái đường hướng xác định, chúng ta phải dán quyết tâm chữ đỗ vào mặt chúng ta thì nó chúng ta mới có dâng trào lên được. Nhưng còn chúng ta cứ nghĩ nọ nghĩ kia, là sợ nọ sợ kia, nhiều thông tin thế nọ thế kia xung quanh, những tiêu cực hay cái gì đấy, thì chúng ta đấy là những cái việc đó nó sẽ làm cho chúng ta chi phối vào cái lão của chúng ta, nó làm chúng ta không mất sự nhiệt huyết rồi. Còn đây chúng ta thấy mong muốn em chúng ta với tinh thần chiến đấu cao nhất, học tập hết sức, đúng không? Đấy, hết sức có thể, đúng không ạ? Để chúng ta thi nhá, được chưa? Thế còn các em mà cứ lản là chúng ta bất lợi rất nhiều nhá. Câu chuyện là như vậy, được chưa? Và các bạn khác, như sau câu hỏi của bạn Hiền Vũ thầy thấy là trầm hơn, đúng không? Đấy thì thầy phải chia sẻ thẳng thắn cho các em như vậy, đúng không ạ? Là chúng ta thấy là để nhìn được và đó để chúng ta cố gắng hơn, đúng không? Chứ không phải là chúng ta lại cái gì đó nghĩ nó những cái gì nó quẩn quanh đi, nó làm chúng ta mất cái năng lượng tích cực đi, được chưa? Và các bạn khác ạ, hết chưa? Nó thì chia sẻ một cái buổi như này thầy nghĩ nó rất là ý nghĩa đấy, để chúng ta biết được tất cả những băn khoăn của các em, chúng ta chia sẻ thật với nhau, đúng không ạ? Cách thức, phương pháp, và từ buổi sau là chúng ta cứ thế học thôi. Thầy sẽ hướng các em làm bài trước, các bộ đề thầy gửi ra chủ động làm một lần, viết lần học rất là hiệu quả nhá. Đấy, những bộ đề thầy xây dựng nó sát nhất, chính xác nhất rồi, các em chỉ học những nội dung đó thôi, được chưa? Vâng, các bạn khác ạ.
Và chắc là hết rồi đúng không ạ? Nếu mà các em không có câu hỏi gì thêm thì chúng ta có lẽ thống nhất là kết thúc buổi khai giảng ở đây, và các em thực hiện cho thầy bắt tay vào năm năm bộ đề đó nhá. Đấy, các em trong quá trình nào có gì khó khăn thì các em vui lòng nhắn tin cho thầy được chưa, còn thầy sẽ lần lượt giải đáp các bộ đề đó cho các em, cũng như liên quan các bộ đề tiếp theo. Thầy thống nhất với các em một mạch chung là chúng ta học các cái bộ đề chung dành cho tất cả các khối, mà đây là chắc chắn là văn bản thi cho các vị trí rồi nhá, chúng ta đều phải học, không thể bỏ qua được đúng không? Thì chúng ta sẽ cố gắng lịch trình học làm sao đến trước khi ngày có cái giới hạn đúng không, của từng vị trí này, chúng ta hoàn thành xong các văn bản học chung này rồi, và sau đó khi có giới hạn phát là chúng ta chuyển, nếu giả sử có bổ sung thêm cái gì của phần chung này thì nó rất ít thôi đúng không, và sau đó dành toàn tâm toàn ý chuyển sang theo chia theo từng từng vị trí việc làm, theo ca của từng vị trí việc làm các em nhá, được không ạ? Đấy, thầy đã thống nhất kế hoạch rất là rõ ràng rồi để các em nắm bắt được với nhau nhá. Còn các bạn nào vào sau thì có thể nghe lại để chúng ta biết được nhá, để chúng ta có kế hoạch cụ thể công việc được chưa, học tập. Thì thầy hy vọng rằng với sự nỗ lực của các em, sự quyết tâm của các em và sự cũng kiến thức kinh nghiệm của thầy sẽ hướng dẫn các em tận tình, trách nhiệm nhất để giúp em có những kiến thức kinh nghiệm và để chúng ta thi đạt điểm cao. Với việc thi phỏng vấn như thầy nói, chúng ta phải tạo được ấn tượng, ngoài trình độ ra thì chúng ta phải gì, có thái độ thật là tốt. Và bạn Vinogo, em vẫn chưa rõ là toàn bộ người trên sở hỏi thi hay đơn vị mình dự tuyển, câu chuyện đó thì thầy sẽ trao đổi, chắc là không được trao đổi những phần ở đây, chắc chắn là có cả thành phần trên của sở và của các bệnh viện em nhá. Còn lịch học cụ thể như thầy nói rồi, thầy sẽ cân đối và thầy sẽ gửi lên lớp chúng ta nhá, cái số lượng các cái câu hỏi và thầy xây dựng cụ thể cho các em đó. Như thầy nói, lịch của chúng ta sẽ cố gắng để hoàn thành, ta biết rồi, trước khi có giới hạn ngày 5/1 chúng ta phải hoàn thành các nội dung tiến tới trong cái việc để các cái bộ đề chung đấy đúng không đó nhá, bạn Thảo Phương được chưa ạ? Vì thầy đang vướng một số lớp nên thầy phải cân đối lại để cho nó phù hợp nhất, cũng như là đảm bảo cái khối lượng ôn tập của lớp chúng ta được chưa ạ? Vâng, các bạn khác ạ. Đây, bạn Thái Bô Đô, đêm nay cho em phải nghe lại video đấy cho an tâm. Đúng rồi, phải nghe đi nghe lại nhiều lần. Chúng ta thấy là cái phương pháp, cái cách thức, cái con đường nó rất là quan trọng nhá. Chúng ta đừng vội là chúng ta học những nội dung, mà chúng ta phải biết chúng ta đi đến đâu, học như thế nào đúng không, phương pháp như nào, cách thức như thế nào đúng không. Đấy thì là thầy sẽ người vạch đường cho các em, đồng hành với các em xuyên suốt từ bây giờ đến tận ngày thi đấy đúng không. Rất cảm ơn các em đã tin tưởng thầy, và thầy đó cũng là gánh nặng trách nhiệm của thầy rồi, lên vai thầy, thầy hiểu các em mong chờ kỳ thi này các em hơn một năm rồi đúng không, thầy cũng rất là hiểu chứ đúng không, sẽ không hiểu đúng không ạ. Và thầy rất là chia sẻ, thì rất mong thầy đã chia sẻ những chân thành nhất để các em hiểu được điều đó, các em cố gắng cùng với thầy là các em phải cố gắng nhiều, và thầy cũng sẽ cố gắng để chia sẻ những kiến thức cũng như kinh nghiệm, cách thức để chúng ta thi phỏng vấn nhá, các bộ câu hỏi rồi cách thức để chúng ta tạo ấn tượng trong vòng thi, để chúng ta phải đồng hành với nhau, chứ các em không cần phải là cầu toàn trong buổi này thầy trả lời hết. Chúng ta kiến thức là phải ngấm dần các nội dung dần, một lúc chúng ta quá tải ngay như một món ăn cực kỳ ngon mà chúng ta ăn một lúc hết tất cả thì đâu phải còn ngon đúng không, giống như em xem Chư Bắt Giới, quả đầu tiên ngon thế nhưng mà ông ấy đút cả vào mồm thì làm sao mới được. Thì kiến thức cũng vậy, nó phải dần dần, nó ngấm dần từng phần. Thầy sẽ trách nhiệm dạy em tận ngày thi, truyền lại cho em những cái gì tốt nhất cho các em, những kinh nghiệm, những kiến thức các em nhá. Đấy thì quan trọng các em đường hướng các em biết là như vậy đúng không, để chúng ta biết học cái gì như thế nào. Đấy, chắc chắn hơn rất nhiều người ngoài kia, họ chưa biết học cái gì, học như thế nào. Thì chúng ta có lợi thế, chúng ta hãy tự tin lên, các em phải người tự tin, các em phải tin vào chúng các em làm được. Các em không tin thì làm sao mà bắt thầy hoặc những thầy cô trong ban giám khảo là tin em có thể thi đỗ viên chức với kiến thức của các em được. Phải tự tin bản thân mình, khi em tự tin ấy thì nó không phải câu chuyện tự tin quá, mà tự tin vào những sự quyết tâm của các em, nỗ lực của các em, chúng ta làm hết sức cái mình để sau này chúng ta không hối hận, mà giá như giá mà thời đó nghe lời thầy đúng không, cố gắng hơn. Bây giờ chúng ta cố gắng hết đi, trong trường hợp nó không được nhé, thầy nói nó đen nhất đúng không, thì chúng ta cũng đã cố gắng rồi. Còn chúng ta đừng để cái việc mà chúng ta chưa cố gắng sau này là hối hận. Câu chuyện bây giờ chúng ta phải cố gắng hết sức, hết lực đi, chứ đừng nghĩ là chưa cố gắng là chúng ta cứ sợ lọ sợ kia, thì vô tình nó chi phối, ảnh hưởng cái tâm lý tiêu cực, nó chi phối, nó làm não của chúng ta nó giảm hưng phấn rồi. Thì các em phải có kế hoạch, phải có quyết tâm, và thầy luôn một cái người nhiệt huyết nhất truyền cho các em rồi, đồng hành các em rồi đúng không. Các em chỗ nào lúc nào khó khăn các em gửi tin nhắn của thầy, hoặc vào nghe các cái video bài của thầy xa xả như này, giọng thầy đâu phải buồn ngủ đâu đúng không. Nên các em hãy phải tự tin lên, tin vào mình làm được thì mới thuyết phục người khác làm được đúng không, là chúng ta có thể làm được, làm hãy cố sức hết sức có thể nhá, để sau này nó không phải giá như giá mà nữa. Các bạn rõ chưa, đấy là chia sẻ chúng ta đây một cơ hội cho các em rồi, còn bao giờ nữa đúng không. Mong chờ hơn một năm rồi, bây giờ họ có thông báo cụ thể rồi đúng không, thế tại sao mà các em không cày ngày cày đêm đi, không thì quyết tâm đi đúng không, còn bao giờ nữa đúng không.
đấy, câu chuyện là như vậy nhá. Đó là chia sẻ, rất là cảm ơn các em, đúng không? Đó thì đấy, bạn nào thường nghe thầy nói chúng em có động lực đấy. Đấy, còn mỗi năm trời thầy cũng đồng hành với em, thầy cũng mệt mỏi lắm chứ, muốn nó sau tổ chức thi thầy cũng chờ đợi chứ, đúng không? Vì thầy nó cam kết em là đồng hành đến các em tại ngày thi cơ mà, đúng không? Thì rất mong các em hiểu điều đó nhá. Hãy cố gắng hết sức, đừng chậm trễ nữa, đừng nghĩ nọ nghĩ kia, gạt hết tất cả, chỉ dành cho việc ôn tập thôi nhá. Đấy, như thầy nó có thể vướng bận gia đình, hãy chia sẻ với chồng, với vợ mình hoặc là với gia đình. Đấy là cơ hội, các em biết rồi, nó là cơ hội rất tốt để chúng ta khẳng định với mình. Thầy biết là các em chịu phần hợp đồng nó rất quá rất vả, dùng em năng lực rất tốt. Đấy, nhưng mà đồng nghiệp, thậm chí cấp trên không gì ghi nhận chúng ta, thậm chí gia đình, người thân của chúng ta nhìn chúng ta với ánh mắt nó rất là khác. Bây giờ đây là cơ hội ta khẳng định chính mình nhá. Đấy, hoặc là các em có cơ hội để báo hiếu với bố mẹ. Đấy, thấy rồi, bố mẹ luôn mong chờ sự thành đạt của em. Đấy, chúng ta trở thành viên chức nhà nước, bao giờ nó là niềm tự hào. Thì các em phải hiểu được cái việc đó, có động lực nó thôi thúc các em, đúng không? Chúng ta phải cố gắng. Cái năng lực con người nó làm việc rất kinh khủng lắm. Ngay bản thân thầy đã trải nghiệm rồi. Chúng ta cứ như thầy nói, thầy thực ra ngày thì ngủ 4-5 tiếng thôi, mà thực ra thấy năng lượng nó vẫn tràn đầy. Thực ra ảnh hưởng sức khỏe, và có không nó có mà. Nhưng bây giờ chúng ta cứ lo ảnh hưởng sức khỏe mà chúng ta mất cơ hội ôn tập để chúng ta đỗ đạt thì đến bao giờ nhá. Đấy là nói thật sự là như vậy. Hãy làm đi nhá, hãy cố gắng hết sức đi các em nhá. Được chưa? Thì có lẽ thầy xin phép kết thúc ở đây, đúng không ạ? Đó thì các em cần hiểu những cái gì thiện ý thầy chia sẻ. Chỉ mong em có kế hoạch và quyết tâm thì thầy tin là các em sẽ đạt được kết quả nhá. Hãy cố gắng lên. Ok không ạ? Hãy thả tim đi ạ. Vâng nhá. Hãy khẳng định là chúng ta sẽ làm được và hãy cố gắng hết sức các em nhá. Và xin chào tất cả các em. Cảm ơn các em rất nhiều.